mặc quần áo đúng màu theo năm sinh, theo mệnh, giúp bạn luôn may mắn, mạnh khỏe, mọi chuyện hanh thông trong tình duyên, gia đạo cũng như trong sự nghiệp công danh. Hãy ấn ngay vào kênh Trần Xuân Sơn để xem các video ứng với năm sinh của bạn về cách chọn màu quần áo hàng ngày và các điều bạn cần phải kiêng kỵ trong cuộc sống nhé. Sẽ có một phần quà đặc biệt trong video này. Live a meaningful life. Trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn 6 khía cạnh như sau. 1. Bạn là ai theo phong thủy ngũ hành? 2. Bạn nên ở nhà hướng nào? 3. Bạn nên lập gia đình với người tuổi nào? 4. Bạn nên sinh con năm nào? 5. Bạn nên làm nghề gì? Và cuối cùng là 6. Cách chọn màu trang phục đúng phong thủy để luôn may mắn và thành công nhé. Các bạn nam sinh năm 1992 là tuổi nhâm thân nhé. Và theo cái danh sách tử vi mình có chấm ở đây ấy, thì các bạn là những người có tính tự lập cao, từ nhỏ đã có nhiều mơ ước, hoài bão. Đến khi trưởng thành là những người rất chăm chỉ và cần cù, nỗ lực hết mình để xây dựng một sự nghiệp thật là vững chắc. Chúc mừng các bạn rất tuyệt vời. Tiền bạc vật chất không phải là tất cả với các bạn, nhưng mà các bạn luôn ý thức rằng là mình cần phải phấn đấu, sống có ích và cống hiến cho xã hội. Ôi, tuyệt vời quá. Thì bước đầu lập nghiệp ấy, thì có rất nhiều khó khăn đến với các bạn, thử thách cũng là rất là nhiều đến với, nhưng mà với lòng kiên trì và sự quyết tâm của bạn thì các bạn sẽ chứng minh được cho mọi người thấy là cái năng lực thực sự của mình là như thế nào. Và từ tuổi 30 trở đi ấy, thì công việc của bạn sẽ bắt đầu có nhiều cơ hội, nhiều triển vọng hơn. Hay quá. Các bạn là người sống thật thà, ngay thẳng và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, đồng cảm với những người bất hạnh. Ở hiền thì gặp lành, đúng không ạ? Vâng, các bạn luôn may mắn được trời phú cho một sức khỏe rất là tốt về cả thể chất lẫn tinh thần. Ít khi thấy các bạn là đau ốm, bệnh tật hay buồn phiền, mệt mỏi điều gì đó. Rất tuyệt vời. Thì sức khỏe là nền tảng của tất cả, đúng không? Khi các bạn có một sức khỏe tuyệt vời rồi thì mình xin chúc mừng các bạn, đó là điều các bạn nền tảng để có mọi thứ trong cuộc sống này, đúng không ạ? 1. Các bạn là ai theo phong thủy ngũ hành? Các bạn sinh năm 1992, bạn nam là như mình nói lúc đầu là tuổi khỉ, là nhâm thân, đúng không ạ? Và theo dương lịch thì các bạn là những người sinh theo mốc dương lịch từ mùng 4 tháng 2 năm 1992 đến ngày 22 tháng 1 năm 1993 thì các bạn được coi là sinh vào năm 1992 âm lịch nhé. Và theo ngũ hành thì các bạn là kiếm phong kim, nghĩa là vàng ở mũi kiếm đó. Các bạn đặc biệt khắc mộc nhé, bạn khắc mộc luôn, sát thủ mộc luôn, ok. Và theo 12 con giáp thì các bạn là có 3 con giáp người ta gọi là tam hợp, nghĩa là những con giáp rất là tương đồng và hợp với nhau, đó chính là Thân, Tý và Thìn. Trái lại sẽ có 4 con giáp là tứ hành xung với các bạn, đó chính là Dần, Thân, Tỵ và Hợi. Thì theo những con số ở đây mình tính toán thì sẽ có 4 con số rất là hợp với các bạn, đó chính là số 2, 5, 8 và 9. Thì để chọn số điện thoại, số nhà hay bất cứ số má gì thì các bạn có thể lấy số 2, 5, 8 hoặc 9 là những con số mang lại may mắn cho các bạn để có nhiều tài lộc hơn nhé. 2. Bạn nên ở nhà hướng nào? Vâng, các bạn nam sinh năm 1992 là cung đoài, nghĩa là các bạn thuộc vào Tây Tứ Trạch ạ. Và theo bát quái thì sẽ có 4 hướng xấu và 4 hướng tốt. Thì mình tư vấn cho bạn hai cái tốt nhất và xấu nhất nhé. Thì đầu tiên, các bạn sinh năm 92 nên ở cái hướng đẹp nhất là hướng Tây Bắc, chính là hướng sinh khí. Thì các bạn nên chọn ở những ngôi nhà, mua những ngôi nhà hoặc là ở cái phòng làm việc, bàn làm việc có hướng về hướng Tây Bắc để đón sinh khí, đón may mắn, tài lộc trong công danh. Tiền bạc sẽ rất là nhiều về các bạn. Và cái hướng thứ hai cũng rất là tốt, đó là hướng Đông Bắc, là hướng Phúc Đức. Khi các bạn ở ngôi nhà quay về hướng Đông Bắc thì nó sẽ mang lại cho các bạn là tuổi thọ nhiều hơn, sức khỏe nhiều hơn và năng lượng nhiều hơn nhé. Trái lại sẽ có hai hướng xấu nhất với các bạn, đó chính là hướng Đông và hướng Nam. Thì các bạn nên tránh hai hướng này ra để tránh những cái rủi ro không cần thiết về sau nhé. 3. Nên lập gia đình với người tuổi nào? Các bạn nam sinh năm 1992 thì do các bạn là tập trung khá là nhiều vào cái sự nghiệp công danh ở tiền vận, cho nên là cái đường tình duyên nó khá là lập cập, khá là rất nhiều chông gai. Nhưng mà nếu về sau các bạn có thể tìm được cho mình một người vợ, một vị hôn thê thực sự là hợp mệnh, hợp tuổi thì chính người vợ cũng là một nhân tố tuyệt vời giúp cho các bạn thành công hơn và may mắn hơn trên con đường công danh nhé. Thì các bạn có thể là nhắm vào một số chị em như là 1984, 1990, 1992, 1996 và năm 2000 nhé. Và trái lại có một số năm sinh của chị em mà khác với anh em mình thì anh em có thể ngẫm nhé. Đó là năm 1986, 1989 và 1995 là tuổi chị em mà anh em nên tránh ra nhé. 4. Bạn nên sinh con năm nào? Vâng, sau khi tìm được cho mình một người vợ tuyệt vời rồi thì bắt đầu sinh em bé cũng là một trong 4 nhiệm vụ to lớn nhất của một người đàn ông Việt Nam đó. Một vợ, hai con, ba tầng và bốn bánh ạ. Ok. Thì nếu mà anh em có thể đầu tiên tất nhiên là có em bé là vô cùng tuyệt vời rồi, phải cảm ơn thôi. Nhưng đối với một số anh em mà muốn kế hoạch, bởi vì sau khi kết hôn
thì chúng ta có thể là muốn dành một chút thời gian để làm kinh tế hoặc làm việc gì đó, thì các bạn có thể là kế hoạch sinh em bé vào những năm mà hợp mệnh hợp tuổi với mình. Thì sau này chính cái em bé sẽ là nhân tố giúp cho anh em làm ăn tuyệt vời hơn và cuộc sống gia đình sẽ trở nên hạnh phúc hơn nhé. Thì một số năm sinh em có thể là tham khảo là năm 2012, 2020, 23, 26 và 2028 nhé. Trái lại sẽ có một số năm sinh khác với anh em có thể là kế hoạch tránh ra, đó là năm 2019, 2022 và 2025. Năm, bạn nên làm nghề gì? Nhâm thân 1992 các bạn nam ấy thì là mệnh kim, cho nên là các bạn có thể là chọn nghề nghiệp liên quan đến mệnh thổ, kim hoặc thủy, bởi vì là theo ngũ hành tương sinh, thổ sinh ra kim, kim sinh ra thủy, cho nên ba mệnh này rất là ok với các bạn nhé. Thì một số nghề liên quan đến mệnh thổ đó chính là nghề buôn bán bất động sản này, kiến trúc công trình gốm sứ, sản xuất buôn bán vật liệu liên quan xây dựng là liên quan đến cát, sỏi và đá, luật sư, quan tòa, quản lý thiết kế kiến trúc, cố vấn, thư ký, kế toán, vân vân. Một số nghề khác liên quan mệnh kim chính là mệnh các bạn cũng rất là hợp với các bạn, đó chính là nghề buôn bán sắt thép kim loại. Nói chung tất cả những nghề gì mà liên quan đến kim loại là rất hợp với các bạn, ví dụ như chế tác kim hoàn cũng rất là tốt ạ. Sửa chữa kim khí, buôn bán kim loại, linh kiện điện tử viễn thông, máy móc, công trình. Rồi ngoài ra có một số nghề khác mang tính chất cứng rắn và quyết đoán như là võ sư, quan tòa, luật sư, tài chính, ngân hàng, kế toán, cảnh sát, cũng là một số nghề liên quan mệnh kim rất là hợp với các bạn. Và cái thứ ba là cái nghề liên quan đến mệnh thủy, chính là mệnh mà các bạn sinh ra, đó chính là một số nghề là liên quan đến nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản nước ạ, liên quan đến nước là thủy ạ, ngư nghiệp, buôn bán xăng dầu, buôn bán các loại đồ uống liên quan đến rượu bia nước ngọt, ok, thể thao dưới nước, phóng viên, trượt băng nghệ thuật thủy điện, bán hàng rất là ok nhá, các bạn làm kinh doanh tốt đấy. Giao thông chuyển phát nhanh, những nghề liên quan đến thủy lợi, giao thông trên biển cũng rất là hợp với các bạn nhé. Ok, và các cụ ta hay nói là lựa chọn hơn nỗ lực nữa anh em, thì các bạn có thể là lựa chọn những nghề đúng ngay từ đầu thì sau này chúng ta sẽ không phải vất vả quá nhiều để cố gắng trong công việc mà vẫn gặp được nhiều may mắn nhé. Thì trái lại anh em hãy tránh một số nghề liên quan đến mệnh hỏa, bởi vì là hỏa các bạn nó sẽ nung cháy các bạn ấy, nung chảy các bạn luôn, hỏa khắc kim mà. Thì một số nghề liên quan mệnh hỏa là ẩm thực, nhà hàng, đầu bếp, khách sạn, điện lực, các loại chất dễ cháy như là xăng dầu, ok đã, và cũng nên tránh ra. Tư pháp, chính trị này, hội họa, đó là những nghề liên quan đến mệnh hỏa mà anh em nên tránh ra để tránh những rủi ro về sau nhé. Và cuối cùng là 6, các bạn nên sử dụng màu gì về quần áo, về xe cộ, về nhà cửa, về mọi thứ để có thể là luôn tự tin và may mắn. Vâng, theo ngũ hành tương sinh mình vừa nói thì sẽ có ba mệnh là chính là thổ sinh ra kim và kim sinh thủy, đúng không ạ? Thì sẽ phân ba trường hợp rõ ràng như sau. Thứ nhất là trong cuộc sống hàng ngày thì các bạn nên mặc cái màu đúng với mệnh của mình, đó là mệnh kim, chính là màu trắng, ghi sáng hoặc ghi đậm. Thì những màu này sẽ mang lại cho các bạn sự thoải mái, sự dễ chịu cả ngày. Ok, trường thứ hai là khi các bạn đi làm những công việc quan trọng như mua bán nhà cửa, xe pháo, hoặc là ký hợp đồng với đối tác, gặp những ai quan trọng, thì nói chung những việc quan trọng hơn bình thường, thì các bạn nên mặc những màu liên quan đến cái mệnh, chính là cái mệnh mà các bạn sinh ra, chính là mệnh thủy, kim sinh thủy, đúng không ạ? Đó là màu đen hoặc màu xanh nước biển. Vì khi các bạn mặc hai màu này thì nó sẽ mang lại nhiều may mắn cho các bạn hơn, mang lại nhiều tài lộc cho các bạn hơn, mang lại nhiều năng lượng cho các bạn hơn, để các bạn có thể là thành công nhất trong công việc quan trọng đó nhé. Và trường thứ ba là khi các bạn đi du lịch, đi nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả, thì các bạn có thể là chọn những màu liên quan đến cái mệnh mà sinh ra mệnh các bạn, đó chính là mệnh thổ, thổ sinh kim mà. Thì khi các bạn đi nghỉ du lịch và mặc màu thổ, chính là màu nâu đất hoặc màu vàng, thì nó sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều năng lượng và nó tái tạo năng lượng cho các bạn rất là nhanh nhé. Thì đó là cái bí kíp mà chúng ta sẽ sử dụng ở đây. Thì một số cái màu liên quan đến cái mệnh đó chính là mệnh hỏa, mệnh khắc các bạn, thì các bạn nên đặc biệt tránh ra, để bởi vì nó sẽ hút năng lượng các bạn, nó sẽ làm các bạn thiếu tự tin, nó sẽ làm các bạn là kém may mắn. Các bạn nên tránh những màu đó là màu đỏ, cam và hồng, là màu mệnh hỏa nhé. Và mình tin chắc chắn rằng nếu các bạn có thể áp dụng được những điều tuyệt vời này vào trong cuộc sống ấy, thì nó sẽ là một bí kíp giúp các bạn trở nên may mắn hơn và thành công hơn nhé. Và mình luôn chúc cho bạn thành công, hạnh phúc, bình an đối với những bạn nam sinh năm 1992 nhé. Hy vọng rằng với những chia sẻ này, các bạn đã hiểu hơn về bản thân mình và có thêm nhiều kiến thức giúp cho cuộc sống của mình trở nên may mắn hơn và thành công hơn. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào hoặc góp ý gì thì xin comment xuống bên dưới nhé. Món quà dành cho các bạn đã xem đến đây gồm 2 phần. Phần thứ nhất là một tấm bản đồ gồm 6 phần nói về cách ứng dụng phong thủy vào 6 cái khía cạnh quan trọng của cuộc sống, giúp cho các bạn trở nên thành công hơn và hạnh phúc hơn. Thứ hai là các bạn sẽ được tham gia vào vòng quay số may mắn để chọn ra một phần quà hợp mệnh, hợp phong thủy với các bạn. Và các bạn đừng quên để lại địa chỉ bên trong để chúng tôi có thể gửi cái phần quà may mắn này cho các bạn nhé.
Cảm ơn bạn đã theo dõi và ấn đăng ký kênh Trần Xuân Sơn. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào. Live a meaningful life.